Trên địa bàn huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk vừa xảy ra một vụ chìm phà nghiêm trọng khiến 3 người chết và 1 người mất tích. Trưa ngày 11 tháng 1, chiếc phà do ông Trần Văn Học điều khiển chở 21 người, khi đi gần đến bờ phía xã Ea Chun thì bất ngờ gặp dòng xiết làm phà lật úp, khiến toàn bộ 21 người rơi xuống sông Krông Anna. Vụ tai nạn đã khiến anh Phan Xuân Quyền, 24 tuổi, trú tại thôn 2, xã Ea Chun, huyện Krông Bông, chị Nguyễn Thị Định và Nguyễn Thị Bích cùng trú tại xã Buôn Chiết, huyện Lắk bị nước cuốn trôi mất tích. 15 người còn lại may mắn bơi được vào bờ nên thoát nạn. Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, người dân cùng các cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để tìm kiếm những nạn nhân mất tích. Đến tối ngày 11 tháng 1, thi thể của hai nạn nhân Nguyễn Thị Định và Nguyễn Thị Bích đã được tìm thấy. Riêng thi thể anh Quyền đến sáng ngày 12 tháng 1 vẫn chưa được tìm thấy. Hiện các lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm anh Phan Văn Quyền, đồng thời điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.